Chi tiết về cung hoàng đạo cự giải theo từng phân đoạn ngày sinh. Cự giải biểu tượng cho nước được sao mặt trăng chiếu mệnh. Những người thuộc cung hoàng đạo này tính cách rất thất thường, đôi lúc ân cần, dịu dàng, nhưng có đôi lúc lại trở nên kỳ lạ, khó hiểu. Những hành động của họ cũng có phần quá khích, có cả sự buồn bã, đau khổ xen lẫn niềm vui, hạnh phúc. Những người cung cự giải thích những gì xưa cũ, của truyền thống hay trong quá khứ. Có một số người trong cung này thích có cuộc sống giàu sang, xa xỉ, một số còn lại thích một cuộc sống đơn giản, bình yên ở mảnh đất thôn quê nào đó. Họ có phần nhút nhát, thích sở hữu và sự lãng mạn. Bởi vậy, khi yêu họ rất ngọt ngào, tình cảm, nhưng cũng luôn cố chấp quản lý người mình yêu. Họ sợ bị phản bội và sợ những thứ không đáng tin tưởng, từ những đồ vật xung quanh cho đến con người. Và đối với họ, cuộc sống sẽ như ngục tối nếu tồn tại sự bạo lực. Người thuộc cung cự giải có những nét tinh nghịch đáng yêu như những đứa trẻ, đôi khi họ giả vờ mình là những người khó tính đối với mọi người xung quanh. Cự giải là những người có trí nhớ tốt và họ thích tìm hiểu lịch sử loài người. Họ thích chiêm ngưỡng những vật xưa cũ và hay tìm đến những bảo tàng. Cự giải rất trọng chữ tín, họ kín đáo và không bao giờ để lộ những bí mật. Tất cả những điều trên đều là những đặc điểm chung nhất mà một cự giải sở hữu. Nhưng bạn có biết với từng phân đoạn ngày sinh, cự giải lại có những đặc điểm riêng biệt? Ngay bây giờ, hãy cùng Mật Ngữ 12 Chòm Sao khám phá ngay những đặc điểm ấy của cung cự giải theo 3 phân đoạn ngày sinh cụ thể nhé. Phân đoạn 1. Những người có ngày sinh từ 22 tháng 6 đến 30 tháng 6. Họ là những cự giải dễ tiếp thu. Mặt trăng vừa là hành tinh chi phối chính, vừa là hành tinh chi phối thứ cấp của các cự giải phân đoạn 1, giúp cho họ có xu hướng dễ lĩnh hội, nhạy cảm với mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Thêm vào đó, chòm sao Canis nhỏ, chú chó con, tượng trưng cho khả năng lý luận, giúp củng cố thêm năng lực ngôn ngữ và cách diễn đạt trong giao tiếp của những cự giải này. Chính điều này khiến cho những người phân đoạn 1 thường có xu hướng tham gia vào những công việc mang tính đào tạo nhiều hơn là các việc đòi hỏi tính sáng tạo cao. Họ cũng là những người sống tình cảm, nhưng khác với các phân đoạn khác, các cự giải này lại sở hữu trong mình khả năng phân tích hợp lý mọi sự kiện diễn ra xung quanh, nên khi cần thiết họ vẫn có thể vận dụng lý trí vào những quyết định của mình. Cự giải phân đoạn 1 cũng sở hữu trong mình một trí nhớ tuyệt vời, đặc biệt là trong vấn đề tình cảm và ấn tượng đối với những người xung quanh. Trong mối quan hệ, họ tìm kiếm sự hài hòa và an toàn. Họ không thích tranh cãi hay bất cứ sự bất đồng nào nảy sinh và tâm trạng dễ bị suy sụp, cộng thêm hay suy nghĩ vẩn vơ khiến các cự giải phân đoạn 1 dễ rơi vào trạng thái đau buồn, bị suy sụp khi các mối quan hệ của mình bị nhiễu loạn. Vì vậy, điểm yếu lớn nhất của các cự giải này chính là tính ủ rũ và hay bi quan trong cuộc sống. Với những người thuộc đỉnh đầu của cự giải có ngày sinh từ 22 tháng 6 đến 25 tháng 6, là những người pha trộn giữa song tử và cự giải, những người thuộc nhóm đỉnh đầu này có tính cách tương đối rộng rãi, dễ cảm thông với các hoàn cảnh xung quanh, nhưng đồng thời cũng khá sáng suốt và sâu sắc trong các mối quan hệ. Họ cũng là những người thông minh, tuy nhiên lại hơi ủy mị và thiếu quyết đoán. Trong con người họ luôn có sự đấu tranh giữa lý trí và con tim, khiến bản thân những cự giải này luôn trong tình trạng mâu thuẫn với chính mình. Tuy nhiên, thực tế, do ảnh hưởng của cự giải mạnh mẽ hơn nên họ thường thiên về phía tình cảm nhiều hơn lý trí. Họ dễ dàng hòa nhập ở mọi nơi, mọi tầng lớp trong xã hội. Những cự giải này cũng sống khá chân thành, họ thường không có khả năng giấu giếm và nếu có lừa dối thì điều này cũng nhanh chóng bị phơi bày. Các cự giải này là những người thích sự mới mẻ, họ sẽ nhanh chóng nản lòng nếu bị giữ chân ở một chỗ quá lâu. Phân đoạn 2. Những người có ngày sinh từ mùng 1 tháng 7 đến 11 tháng 7. Họ là những cự giải có xúc cảm mãnh liệt. Chòm sao Canis lớn, chú chó to là người bạn đồng hành của chòm sao Thiên Lang, cũng là biểu tượng của những thành công, đem đến cho các cự giải phân đoạn 2, nhiều lợi thế về trí tuệ cũng như sự nhạy cảm khi đối diện với các khó khăn. Sao Diêm Vương tiêu biểu cho sự sâu sắc và tình cảm mạnh mẽ kết hợp với mặt trăng ở cự giải phân đoạn 2 sẽ giúp cho những người này sở hữu trong mình một cá tính mạnh mẽ nhưng cũng khá chín chắn, già dặn so với lứa tuổi của mình. Thực tế, trong 3 phân đoạn thì những cự giải ở đây là những người bí ẩn nhất và chính bản thân họ cũng dễ bị cuốn hút bởi những thứ bí ẩn kỳ lạ diễn ra xung quanh mình. Và điều kỳ lạ là, ngay cả những người xung quanh cũng dễ bị cuốn theo các cự giải này, khiến cho họ dễ dàng trở thành nơi chứa đựng nhiều bí mật của người khác. Các cự giải phân đoạn 2 cũng là những người nhạy cảm, họ có sự thông minh vượt trội nhất trong số các cự giải, nhưng lại thường bị tình cảm làm lung lay các quyết định của mình. Họ có bản tính hiếu kỳ và khả năng trực giác cao, nên có thể thu thập thông tin từ khắp nơi và vận dụng chúng vì lợi ích của mình.
Tuy nhiên, đến khi cần quyết định thì những cự giải này lại băn khoăn giữa lý trí và tình cảm nên dễ dẫn đến các sai lầm không đáng có. Trong mối quan hệ tình cảm, họ là những người ủy mị, đa cảm và thích sự chiếm hữu. Họ có xu hướng quá khắt khe, không chịu thay đổi bản thân mình và cũng được nhận xét là những người thiếu tính linh động để hòa hợp với các mối quan hệ xung quanh. Phân đoạn 3. Những người sinh từ 12 tháng 7 đến 22 tháng 7. Họ là những cự giải cảm thông. Sức mạnh tinh thần của sao Hải Vương kết hợp với mặt trăng làm nổi bật cá tính ưa lãng mạn và nhạy cảm của các cự giải phân đoạn 3. Họ có thể rất yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp và luôn muốn tạo ra vẻ đẹp và sự hài hòa xung quanh mình. Khả năng thích nghi với mọi loại người cũng là một trong những điểm mạnh và là chìa khóa dẫn đến thành công của các cự giải này. Họ có khả năng thấu hiểu được tình cảm của mọi người, khiến mọi người tin tưởng và dễ dàng thiết lập mối quan hệ thân thiết với những người xung quanh. Trong tình yêu, những cự giải này dễ sa chân vào sự ủy mị, không nhìn rõ được sự thật hoặc dù có nhìn thấy cũng không thể rời bỏ được tình cảm sâu sắc mình đã tạo ra. Họ là những người tiêu biểu cho sự trung thành, luôn ra sức bảo vệ gia đình, tình yêu và những người thân của mình. Trong cuộc sống, những cự giải này thường khá thận trọng khi tiếp cận với một ai khác, họ khó chia sẻ những gì mình nghĩ và luôn cố gắng tự tìm sự cân bằng cho bản thân mình. Tuy nhiên, tiềm ẩn bên trong các cự giải phân đoạn 3 luôn là cảm giác không hài lòng, bất mãn và mệt mỏi trước chính sự nỗ lực của mình. Với những người thuộc đỉnh cuối của cự giải có ngày sinh từ 18 tháng 7 đến 22 tháng 7. Đây là những cự giải pha trộn tính cách với cung sư tử. Họ sở hữu trong mình sự nhạy cảm, tình yêu mãnh liệt của cự giải, đồng thời với sự mạnh mẽ, khôn ngoan nhưng cũng hay nôn nóng của sư tử. Họ dễ hòa hợp với mọi người xung quanh bởi cá tính dễ cảm thông, không ghét bỏ hay thích hiềm khích với ai. Tuy nhiên, họ lại mất nhiều thời gian để thật sự tin tưởng người khác và biến họ trở thành người thân thiết nhất của mình. Những cự giải này có thể dễ dàng cuốn hút người khác nhưng vì sợ bị khước từ hoặc sự thất bại gây ra tổn thương cho mình nên họ thường khá thận trọng khi lựa chọn. Tuy nhiên, một khi đã chọn lựa thì những cự giải này lại dễ sa chân vào sự mù quáng, không nhận rõ được đâu là thật, đâu là giả trong mối quan hệ tình yêu.